Xin thay mặt các đồng chí có mặt buổi họp báo tối nay, trân trọng kính chào tất cả các đồng chí, các bạn. Như thông báo thì các đồng chí và các bạn đã biết, hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2015, dưới sự chủ trì của Thủ tướng, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm. Thông tin chi tiết thì chúng tôi cũng đã ghi rất là đầy đủ ở trong cái thông cáo báo chí để các bạn tiện theo dõi, chuyển tải thông tin đến người dân. Như các đồng chí và các bạn biết thì Quốc hội của chúng ta phiên họp thứ 10 vừa bế mạc chiều nay, thì cái phiên họp lần này, kỳ họp lần này của Quốc hội đã diễn ra trong cái thời điểm là kết thúc nhiệm kỳ, cho nên có nhiều nội dung mà đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm đặt ra, và đặt ra để mà các thành viên Chính phủ, kể cả Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng, phải trả lời chất vấn những vấn đề mà thuộc trách nhiệm được giao đối với Chính phủ và từng thành viên Chính phủ. Thì tại phiên họp này, sáng nay Chính phủ cũng mang những cái tinh thần, những vấn đề mà Quốc hội đặt ra đó để liên hệ thực tế và xem lại trách nhiệm của từng lĩnh vực đối với nhiệm vụ được giao đối với từng thành viên Chính phủ. Và cuối cùng thì qua thảo luận, nghe báo cáo, thảo luận và đi đến thống nhất, thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận tình hình kinh tế xã hội tháng 11 đó, phần lớn là giống như báo cáo trước Quốc hội của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, có nghĩa là không có vấn đề gì đột biến như cái dự tính, chỉ có cái con số mà thấp hơn là con số CPI là thấp hơn theo cái báo cáo trước Quốc hội. Mình dự tính 11 tháng là khoảng 1%, 0,1%, nhưng mà bây giờ thì còn khoảng 0,58%. Còn tháng 11, riêng tháng 11 thì cái CPI là tăng trưởng thấp, 0,07%. So với lại cái báo cáo của mình trước Quốc hội đó là 0,6%. Còn những cái mặt đánh giá khác thì đều giống như báo cáo. Ví dụ như là kinh tế vĩ mô ổn định, rồi là cân đối ngân sách tuy có những khó khăn nhưng cũng vượt qua được những khó khăn thách thức, xuất khẩu và một số vấn đề khác cũng tăng trưởng giống như cái báo cáo ước tính. Đến giờ này cái bức tranh chung về kinh tế xã hội là phát triển đồng đều trên tất cả các lĩnh vực, trên đà phát triển, tuy là tốc độ có chậm. Thì cái đánh giá chung trong, tôi nói là vài nét chính mà trong thông cáo báo chí đã gửi đến các đồng chí và các bạn. Tuy nhiên tình hình còn một số vấn đề đáng lo ngại cũng như Quốc hội đặt ra đó, thì Chính phủ cũng đặt ra để bàn. Và cuối cùng là Thủ tướng kết luận rằng trong tháng 12 là tháng còn lại của năm nay, là tất cả trong cái thành viên Chính phủ và các cấp chính quyền đều phải tập trung nỗ lực, quyết tâm thực hiện các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Nếu không có gì bất trắc thất thường xảy ra thì những cái chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra thì chúng ta sẽ đạt, có chỉ tiêu vượt GDP khoảng dự tính là khoảng hơn 6,5%. Nó tạo một cái nền tảng để cho chuẩn bị năm 2016 chúng ta có cái đà, chúng ta đề ra cái chỉ tiêu tăng trưởng hơn là khoảng 6,7% như báo cáo Quốc hội.
Muốn vậy thì trước hết là phải tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra cho đầu năm, và trong đó thì chú ý là tập trung cái cân đối ngân sách. Mà trong cân đối ngân sách thì cái thu nợ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tài chính phải quyết tâm thực hiện. 30.000 tỷ mà đã nói trước Quốc hội, nợ hiện nay là phải tập trung thu như đã đăng ký trước Quốc hội. Ngoài ra thì đi đâu với nó là điều chỉnh lại các cái chỉ tiêu chi ngân sách phù hợp, triệt để tiết kiệm. Vấn đề này Quốc hội và nhân dân rất là quan tâm. Vấn đề nữa là phải phân bổ cái vốn đầu tư trung hạn thật là chặt chẽ. Và cái quan trọng nữa để đạt được những vấn đề đó, phải tập trung ngoài những công việc thường xuyên đó là phải tập trung thực hiện cái nghị quyết 19 là cải cách thủ tục hành chính. Thủ tướng cũng chỉ đạo là chính phủ, các thành viên chính phủ cũng như chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố chuẩn bị cho cái công tác triển khai kế hoạch năm 2016 một cách nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả trên tinh thần tiết kiệm. Hội họp là trực tuyến, trừ những trường hợp không thể trực tuyến được, có những vấn đề cơ mặt thì mới tập trung để họp. Cũng qua kỳ họp chính phủ này thì Thủ tướng Chính phủ có lời hoan nghênh và biểu dương đội ngũ làm báo chúng ta trong thời gian qua đã đồng hành với chính phủ và đã góp phần rất lớn trong cái việc là chuyển tải những cái thông tin đến tận người dân, tạo sự đồng thuận. Trong đó có những vụ mà báo chí chúng ta phát hiện, cảnh báo và kết hợp với ngành chức năng làm rõ một số cái việc rất là quan trọng. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng nhắc chúng ta trong quá trình tác nghiệp về quan điểm chúng ta đó là cố gắng làm thế nào đó là chúng ta thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan, nhưng phải lưu ý cái tính hai mặt của từng vấn đề để chúng ta làm sao đó chuyển tải những cái bức tranh để cho người dân nhìn nhận từng vấn đề khách quan, trung thực hơn. Ví dụ nói vấn đề nợ công thì tất cả chúng ta đều không ai muốn mình có nợ, nhưng mà trong cái hoàn cảnh, trong cái bối cảnh là đất nước không đủ tiền để thực hiện cái một trong những cái ba trọng tâm lớn của mình đột phá, đó là kết cấu hạ tầng, thì không tiền là phải đi vay, mà vay thì phải mắc nợ. Nếu không vay không mắc nợ thì không thể có những công trình để chúng ta thực hiện cái kế hoạch của chúng ta đưa đất nước phát triển nhanh được. Tất nhiên làm thế nào để cho có hiệu quả, thực hiện công trình nào cho đúng trọng tâm, cái nào trước cái nào sau, đó là vấn đề của chính phủ. Và những cái yếu kém, những cái tồn tại, những cái sơ suất, những cái làm thất thoát lãng phí, đó là lỗi của nhà quản lý. Thì Thủ tướng Chính phủ cũng muốn nhắc nhở chúng ta rằng khi nói một vấn đề gì đó, chúng ta cũng đề cập cái khía cạnh tính hai mặt của vấn đề để cho người dân có thể chia sẻ, thấu hiểu và đồng thuận với chúng ta. Thưa đồng chí, thưa các bạn, cũng tại cái diễn đàn của Quốc hội vừa rồi thì có nhiều câu hỏi chất vấn đặt ra, các thành viên chính phủ trả lời. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng dù có cố gắng gì đi nữa thì cái thời gian,
cái cách phân tích và tại diễn đàn đó cũng không thể nào làm rõ hết được hay là thỏa mãn hết được các cái vấn đề đặt ra của người dân, của đại biểu Quốc hội và kể cả của các cái đội ngũ làm báo chúng ta. Cho nên lần này thì chúng tôi cũng có một số ghi nhận, tiếp tục ghi nhận một số cái ý kiến đặt ra của các đồng chí và các bạn để trả lời những câu hỏi chúng tôi gửi đến các bạn kèm theo thông cáo báo chí. Chúng tôi mong rằng các bạn cũng nghiên cứu và chuyển tải những cái thông tin cần thiết đến để người dân có thông tin để chúng ta cách đầy đủ hơn. Sau đây thì chúng tôi dành thời gian để các bạn đặt câu hỏi, chúng ta tiếp tục làm rõ một số vấn đề cần thiết để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Xin mời bạn. Kính thưa các đồng chí chủ trì cuộc họp báo, thưa các bạn đồng nghiệp, tôi là Văn Hùng, phóng viên của báo Nông nghiệp Việt Nam. Mở đầu cuộc họp báo mà hỏi đồng chí bộ trưởng thì cũng không phải đào cho lắm. Nhưng mà vì hiện có hàng triệu bạn đọc của báo Nông Việt Nam đang muốn biết được cái kết quả xử lý tình trạng làm thu huyện Can Lộc mà sau 3 lần Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo. Vì lẽ đó chúng tôi muốn biết ý kiến của chính phủ về vấn đề này. Trước hết thì tôi xin trả lời cái câu hỏi của bạn Văn Hùng. Trước hết có thể nói rằng tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần trách nhiệm và cái thái độ rất là kiên quyết của phóng viên báo Nông nghiệp Việt Nam Văn Hùng. Bạn đã theo đuổi một cái vấn đề cho đến cùng mà từ đó buộc chúng tôi phải tham mưu cho Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo đến lần thứ ba. Vấn đề thứ hai là chúng tôi cũng qua đây, chúng tôi cũng nhận thấy rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nghiêm túc chấp hành cái chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Nghiêm túc trong báo cáo đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng cái quy định theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Và chúng tôi được biết rằng là nghiêm túc trong cái chỉ đạo đối với lại Ủy ban dân huyện Can Lộc, xã Thường Nga hả? Xã Thường Nga. Tuy nhiên đến giờ này đó thì theo báo cáo là Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc làm rõ cái vấn đề phát sinh mà Ủy ban, như ý kiến của phóng viên Hùng nói, là các đồng chí ở đây đã phát sinh cái nguồn thu giao thông, thu để làm đường giao thông nông thôn và thủy lợi không đúng quy định. Có nghĩa là trước đó đã có vi phạm, được nhắc nhở, rồi được kiểm điểm. Nhưng mà sau đó thì theo báo cáo là trong cái chương trình kế hoạch đã định đó, thì Ủy ban dân xã lại tiếp tục thu những cái nguồn mà không đúng quy định tiếp. Thì đến giờ này theo báo cáo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh gửi mà chúng tôi vừa nhận, thì chúng tôi thấy rằng các đồng chí đã có một cái trách nhiệm rất rõ ràng là tiếp tục chỉ đạo làm rõ rồi xử lý nghiêm minh những cái hành vi sai phạm tùy theo mức độ tính chất mà xử lý và trả lại cái số tiền đã thu không đúng cho người dân, rồi công khai cho người dân biết. Chúng tôi đánh giá cao cái ý thức, cái trách nhiệm, cái sự chấp hành của Ủy ban dân tỉnh Hà Tĩnh và huyện Can Lộc. Tuy nhiên cũng qua vụ này thì nó cho chúng ta rất nhiều bài học trong quá trình lắng nghe ý kiến của người dân, lắng nghe ý kiến của báo chí, rồi chỉ đạo Ủy ban dân cấp dưới
và kiểm tra, xử lý đến nơi đến chốn. Thì đây là một cái bài học rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và của chính phủ, đặc biệt là trong vấn đề thực thi pháp luật. Theo đọc báo cáo thì chúng tôi nhận thức rằng ở Ủy ban dân xã, các bạn có thể, các đồng chí nghĩ rằng cứ cái gì làm có lợi cho dân là làm, mình hiểu như thế. Nhưng mà có lợi cho dân đồng thời phải được người dân đồng tình ủng hộ, và quan trọng nhất là phải đảm bảo đúng quy định pháp luật. Chứ không thể mình thấy có lợi cho dân mà trong khi mình chưa làm những cái khác, cũng như người dân chưa đồng tình với mình. Và theo đề nghị của phóng viên Văn Hùng thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi quá trình xử lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, và chúng tôi tin tưởng rằng lần này tỉnh sẽ rút được cái bài học kinh nghiệm là sẽ xử lý đến nơi đến chốn. Xin cảm ơn cái câu hỏi và trách nhiệm của phóng viên Văn Hùng. Tôi là Bá Tú, bên báo Diễn đàn Doanh nghiệp ạ. Tôi muốn hỏi câu hỏi về đối với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương ạ. Nhất là tại cái diễn đàn đối thoại giữa doanh nghiệp và các cơ quan thuế vừa mới tổ chức do VCI phối hợp với cả một doanh nghiệp mà tổ chức mới đây, thì có rất nhiều doanh nghiệp bức xúc và phản ánh về vấn đề là hiện nay cái chính sách về cái ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp nước ngoài ấy, là trong các cái giấy chứng nhận đầu tư thì các địa phương giấy phép thường cam kết và không khớp với cả các cái quy định về thuế. Sau đó thì các cơ quan thuế không đồng ý với các cái giấy chứng nhận đầu tư đó và bắt các doanh nghiệp phải chịu thuế theo cái quy định thuế hiện hành, và như thế là chúng ta đã không thực hiện đúng các cam kết theo giấy chứng nhận đầu tư. Vậy thì theo quan điểm của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư thì vấn đề này sẽ xử lý ra sao? Thứ hai nữa là về cái quy định về mở rộng đầu tư thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp phản ánh là cái quy định về mở rộng đầu tư hiện nay là vẫn chưa có một hướng dẫn cụ thể. Chính vì vậy mà có rất nhiều doanh nghiệp được gọi là chiếu theo cái này thì gọi là mở rộng đầu tư, nhưng mà chiếu theo quy định khác, các quy định nó vẫn chưa khớp nhau, và Bộ Tài chính với cả Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công Thương thì vẫn chưa có một cái tiếng nói chung và chưa có một tiêu chí chung về vấn đề này. Rất nhiều doanh nghiệp là mong muốn là các bộ sẽ có một cái quy định cụ thể chi tiết về vấn đề này. Thứ ba nữa là ở trong cái báo cáo này có ghi rất rõ về cái việc mà cưỡng chế đối với các cái phí đối với chủ đầu tư không bàn giao về phí bảo trì nhà chung cư. Tuy nhiên lại có một cái vấn đề phát sinh về phí bảo trì nhà chung cư là gần đây thì rất nhiều doanh nghiệp tại các khu nhà mà dành riêng cho các doanh nghiệp ấy, là các chủ đầu tư xây nhà và thuê đất của nhà nước với dạng là 50 năm. Sau đó thì bán lại cho doanh nghiệp, nhưng vì là thuê thành ra là không được phép ghi là giấy bán mà gọi là cho doanh nghiệp thuê hết đời dự án. Sau khi doanh nghiệp nhận được cái hợp đồng hết đời dự án thì một vài năm bị ép cái phí này, thậm chí có những nơi ép phí lên đến 90.000 đồng một tháng một mét vuông, có nghĩa là theo cái quy định về nhà chung cư thì có như Hà Nội thì có 16.500 nhưng mà doanh nghiệp phải chịu đến 90.000, nhưng gấp rất rất cao, nhưng doanh nghiệp không biết kêu ai và doanh nghiệp không nộp thì đã bị chủ đầu tư đấy cắt điện, cắt sau mấy hôm thì doanh nghiệp sợ quá lại phải nộp tiền đấy. Cái tình trạng này xảy ra ở một số khu mà chúng tôi không tiện nói ở đây đã xảy ra nhiều năm nay, và rất nhiều doanh nghiệp thì không dám kêu, không dám kiện các chủ đầu tư, mặc dù bị ép giá, và cái giá chủ đầu tư thậm chí còn nói thẳng là cái giá của anh phí bảo trì này bao nhiêu đấy là quyền của chúng tôi, chứ các anh không được quyền quyết vì các anh là người đi thuê nhà, mặc dù là các anh này khi vào thuê thì dưới dạng là đã mua rồi, mua hết đời dự án rồi. Vâng, xin cảm ơn hết ạ. Bộ Tài chính xin phép được trả lời câu hỏi của báo Diễn đàn Doanh nghiệp. Đó là vừa qua thì tại Diễn đàn Doanh nghiệp thì doanh nghiệp có nêu là về cái chính sách ưu đãi đầu tư đối với các nhà đầu tư mà đã được cấp phép. Thì có những trường hợp là sau đó cơ quan thuế lại cho rằng là
cái cấp phép đó thì không đúng với cái chính sách đã ban hành. Thì ở đây thì vậy thì giải quyết vấn đề đó như thế nào? Thì có thể nói là cái việc cấp phép của các cái cơ quan có thẩm quyền thì phải căn cứ vào cái pháp luật tại cái thời điểm cấp phép. Và vì vậy cho nên là cái ưu đãi thuế cũng phải căn cứ vào các quy định về ưu đãi thuế tại cái thời điểm cấp phép được quy định trong các luật thuế có liên quan. Thì trong thực tế thì có trường hợp là các địa phương cấp phép không đúng với cái chính sách thuế tại cái thời điểm cấp phép đó. Thì về nguyên tắc thì trường hợp cấp phép không đúng thì rõ ràng là địa phương phải ra soát lại và điều chỉnh lại cấp phép cho đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp ấy, thì cái việc cấp phép của địa phương về các cái chính sách ưu đãi, nếu như cái chính sách ưu đãi đó mà quy định chưa rõ thì và nhà đầu tư có ý kiến thì lúc đó các cái cơ quan tham mưu là có trách nhiệm phải nghiên cứu, rà soát, và Bộ Tài chính thì cũng đã phối hợp với các bộ ngành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giải quyết những cái trường hợp mà trong những cái trường hợp mà chính sách nó thực sự là chưa rõ ràng. Còn một cái điểm nữa là đối với những cái giấy phép mà đã cấp phép cho nhà đầu tư ưu đãi theo đúng cái chính sách pháp luật hiện hành tại thời điểm cấp phép, nhưng trong quá trình thực hiện thì nhà đầu tư lại không đáp ứng được các điều kiện ưu đãi. Ví dụ như là chẳng hạn ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ cao, thế nhưng mà trong quá trình thực hiện lại không đáp ứng được là cái điều kiện về doanh nghiệp công nghệ cao, ví dụ như vậy. Thì trong những cái trường hợp mà không đáp ứng được cái điều kiện ưu đãi đã quy định trong giấy phép hoặc là cái điều kiện ưu đãi đã quy định trong quy định của luật thuế thì doanh nghiệp đó không được ưu đãi. Thì cái điều này cũng đã được quy định rõ trong quy định của pháp luật. Và chính phủ cũng như trong quy định tại các luật thuế cũng như chính phủ đã luôn luôn chỉ đạo đó là chính phủ thì luôn luôn là thực hiện đúng những cái cam kết mà đã cam kết với nhà đầu tư theo đúng cái quy định của pháp luật đã được ban hành. Cái câu hỏi thứ hai đó là đối với đầu tư mở rộng. Thì đầu tư mở rộng là chưa có hướng dẫn cụ thể và chưa có tiêu chí chung. Thì đây là ý kiến của nhà báo. Thì tôi xin phép được nêu là đối với quy định đối với đầu tư mở rộng thì đã được quy định rõ trong luật. Thì luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 mà có hiệu lực từ 1 tháng 1 2009 thì cũng đã quy định rất rõ là đối với đầu tư mở rộng. Và trong cái giai đoạn trước năm 2009 thì có ưu đãi đối với đầu tư mở rộng ở các lĩnh vực và ở các địa bàn ưu đãi. Còn từ năm 2009 cho đến hết năm 2013 thì luật trong giai đoạn này thì không có quy định về ưu đãi cho đầu tư mở rộng. Và luật số 32 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2014 thì bổ sung ưu đãi đối với đầu tư mở rộng. Và trong luật cũng như các văn bản hướng dẫn, nghị định và thông tư thì cũng đã hướng dẫn rất rõ đối với đầu tư mở rộng. Về mặt là nếu như đáp ứng điều kiện tăng thêm về công suất, tăng thêm về vốn thì đáp ứng cái điều kiện mở rộng thì sẽ được hưởng ưu đãi mở rộng và cho phép doanh nghiệp được lựa chọn là có thể ưu đãi theo dự án ban đầu hoặc là được miễn giảm thuế theo cái ưu đãi của dự án như dự án đầu tư mới. Ví dụ như trong trường hợp mà ở địa bàn được miễn 2 giảm 4 thì sẽ được ưu đãi về cái thời gian miễn giảm đối với các cái dự án đầu tư mở rộng này. Thì cái hướng dẫn đã có quy định rõ trong luật và các văn bản hướng dẫn. Thì trong trường hợp nếu doanh nghiệp có vướng mắc thì Bộ Tài chính cũng xin được sẵn sàng để trả lời và hướng dẫn cho các doanh nghiệp. Xin phép được hết câu hỏi này. Tôi là Văn Thành. Văn Thành. Dạ, báo Tuổi Trẻ Hồ Chí Minh. Xin phép có một câu hỏi dành cho lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Xin hỏi đồng chí Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước là nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng hiện nay với cái mức là lạm phát thấp như hiện nay thì
mình có thể tính toán điều chỉnh để mà hạ cái lãi suất. Xin cho biết ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về việc này. Xin cảm ơn. Ngân hàng Nhà nước trả lời cái câu hỏi của phóng viên báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn Bộ trưởng và xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên của báo Tuổi Trẻ. Liên quan đến câu hỏi về lãi suất thì Ngân hàng Nhà nước cũng xin được trả lời như sau. Tức là về điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước thì phải nói rằng là phải dựa trên các cái căn cứ về kinh tế vĩ mô tổng thể, các vấn đề về tiền tệ rồi là về tỷ giá. Và trong đó thì lạm phát cũng là một yếu tố. Thì có thể nói rằng là lạm phát trong năm 2015 này thì ở mức thấp. Thế và chúng ta thấy rằng là lạm phát thấp nhưng mà đi kèm với cái tăng trưởng kinh tế của chúng ta đạt mức khá cao. Năm 2015 thì có khả năng là chúng ta đạt cái tỷ lệ tăng trưởng GDP là trên 6,5%. Thế thì cái lạm phát của năm 2015 thì chịu tác động chủ yếu và thấp là bởi cái giá hàng hóa trên thế giới giảm. Như chúng ta thấy là đặc biệt là giá dầu thô. Khi mà từ đầu năm mà khi dự toán ngân sách nhà nước thì đưa ra là cái dự toán từ cuối năm 2014 cho năm 2015 là ta còn dự kiến là cái giá dầu là 100 đô một thùng. Nhưng đến nay thì cái giá dầu là trên 40 đô một thùng. Thì cái giá dầu nó có thể biến động rất là khó lường. Và nếu như mà trong trường hợp mà giá dầu mà biến động tăng trở lại thì lạm phát cũng sẽ tăng. Cho nên là trong cái việc điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ nói chung và Ngân hàng Nhà nước nói riêng thì cũng không chủ quan với lạm phát. Và đặc biệt là hiện nay thì chúng ta thấy rằng là trong cái bối cảnh mà cầu trong nước đang tăng trở lại, chúng ta thấy tất cả các cái chỉ tiêu về đầu tư, về tăng trưởng tín dụng vân vân thì là đang thể hiện là cầu trong nước đang tăng trở lại. Cho nên rằng cái điều hành cũng không chủ quan với lạm phát. Vậy thì với cái định hướng và cái chỉ tiêu mà nghị quyết Quốc hội đưa ra trong năm 2016 thì lạm phát của năm 2016 vẫn dưới mức 5%, để thấy rằng là cái khả năng mà lạm phát của năm 2016 mà vẫn thấp như kiểu 1 hoặc 2% của năm 2015 là rất là khó trong cái bối cảnh cầu trong nước đang tăng cao trở lại. Thì đấy là về yếu tố về lạm phát. Thì thứ hai nữa rằng là về điều hành lãi suất thì chúng tôi cũng xét thấy rằng là đến nay thì so với cái mặt bằng lãi suất vào cuối năm 2011 thì cái mặt bằng lãi suất hiện nay đã được giảm rất là nhiều nhờ các cái giải pháp của Ngân hàng Nhà nước điều hành, từ miễn giảm lãi rồi là giảm mặt bằng lãi suất của khoản cho vay mới. Thì hiện nay mức lãi suất đã trở về bằng cái mức lãi suất của năm 2005-2006, thì đấy là cái giai đoạn mà nền kinh tế phát triển ổn định. Thế cho nên rằng là với một cái không chủ quan với lạm phát trong năm 2016 thì cái chính sách lãi suất thì cần cũng phải phù hợp với lại cái xu hướng của lạm phát trong tương lai. Thế và hiện nay thì cái trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước thì quy định là trần, cho nên là bản thân là tùy theo cái cung cầu vốn trên thị trường, bản thân các tổ chức tín dụng vẫn có thể tiếp tục hạ thấp lãi suất so với lại cái trần quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thì đấy là về cái phần mà về điều hành lãi suất. Thì trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục theo dõi sát các cái diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để có thể điều hành phù hợp và để đạt được cái mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô cũng như là mục tiêu chính sách tiền tệ đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn. Báo Vietnamnet, em có câu hỏi gửi đến Thứ trưởng Trần Anh Tuấn ạ. Tức là vừa rồi bên lề Quốc hội thì Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền có nói về cái vấn đề tinh giản biên chế, thì nếu mà có thể trao quyền cho người đứng đầu thì cái vấn đề tinh giản biên chế có thể cắt giảm được 40% cán bộ công chức hiện nay. Thì suy nghĩ của Thứ trưởng về việc này như thế nào ạ? Câu thứ hai là cũng từ cái ý kiến của Quốc hội thì đại biểu Lê Như Tiến có đề nghị là nên có một cái quy định là cấm bổ nhiệm cán bộ công chức trước khi nghỉ hưu ạ. Thì cấm lãnh đạo cái quyết định bổ nhiệm cán bộ công chức trước khi nghỉ hưu để tránh cái tình trạng mà bổ nhiệm ồ ạt trước khi nghỉ hưu, thì không biết chính phủ có suy nghĩ gì về việc này và có cái sửa đổi đưa cái quy định này vào trong cái chính sách sắp tới không ạ? Và em xin hết.
Tôi xin trả lời hai câu hỏi của báo Vietnamnet, các đồng chí hỏi. Thứ nhất là về cái đồng chí có hỏi về cái ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Quyền về nếu mà cho được toàn quyền và chủ nhiệm văn phòng Quốc hội có thể giảm biên chế 40%. Về cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm ấy thì tôi nghĩ rằng là cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm chúng ta cũng không bình luận, bởi vì phải căn cứ vào từng cái việc đánh giá, phân loại chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức của từng cơ quan đơn vị để xác định cái tỷ lệ có thể tinh giản biên chế. Thì chất lượng đội ngũ công chức viên chức của mỗi cơ quan đơn vị khác nhau thì là khác nhau, nó không thể giống nhau được. Thế, tuy nhiên thì cái việc mà tinh giản biên chế của chúng ta thì trước đây cái tư duy của chúng ta là tinh giản biên chế là giảm về số lượng. Tuy nhiên lần này thì cái tinh giản biên chế của chúng ta triển khai thực hiện thì không chỉ có đơn thuần là giảm về số lượng, mà mục tiêu chính là thông qua cái tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan tổ chức đơn vị để nâng cao cái chất lượng phục vụ nhân dân cũng như là xã hội. Thế thì cái tinh giản biên chế của chúng ta ấy, thì hiện nay là có đã được triển khai và chính phủ cũng đã ban hành nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính để ban hành thông tư số 01, thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện cái việc tinh giản biên chế. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái tinh giản biên chế của chúng ta thì cũng đảm bảo là cái có xác định rõ cái tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu mà mỗi cơ quan đơn vị phải xây dựng cái kế hoạch tinh giản biên chế của mình, đó là tối thiểu là 10% tính từ năm 2015 đến 2021. Như vậy là trung bình là một năm của chúng ta mỗi một cơ quan đơn vị là tinh giản biên chế tối thiểu là phải đạt được 1,5%. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là để mà đảm bảo được cái đạt được cái kết quả tinh giản biên chế nó tốt thì trong cái tinh giản biên chế lần này của chúng ta là có ba cái điểm mấu chốt để đảm bảo được cái kết quả. Thứ nhất là gắn cái thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế. Cái thứ hai là để mà triển khai cái tinh giản biên chế thì hàng năm là các cơ quan đơn vị, các tổ chức là phải xây dựng cái kế hoạch tinh giản biên chế với cái xác định cái chỉ tiêu tinh giản biên chế của đơn vị mình với cái mức độ là tối thiểu là từ 1,5% một năm trở lên, thế và để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thế và khi mà đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cái kế hoạch tinh giản biên chế của mình thì người đứng đầu mỗi cơ quan đơn vị phải triển khai thực hiện, và nếu mà không hoàn thành được thì cũng trở thành một cái yếu tố để đánh giá là cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là chúng ta thực hiện nguyên tắc là ra hai vào một, có nghĩa là trong tổng số những người tinh giản biên chế cộng với cả số những người nghỉ hưu đúng tuổi và những người thôi việc thì đơn vị chỉ được tuyển mới vào 50%, còn số 50% của tinh giản biên chế và kể cả nghỉ hưu và thôi việc thì đưa vào cái tỷ lệ để cắt giảm biên chế. Đấy là cái ba cái điểm mấu chốt mà có thể chúng ta thấy rằng là có thể thành công được. Và trong ba cái điểm đó thì cái trách nhiệm ngược cũng như thẩm quyền của người đứng đầu là được đề cao và nhấn mạnh và gắn liền với cái việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Vì vậy cho nên là cái tinh giản biên chế của chúng ta có đơn vị có thể là 10% hoặc có đơn vị là 15% hay 20%, hay như là ý kiến của đại biểu Quốc hội là của một cá nhân, đồng chí đại biểu Quốc hội nói là 40% như vậy, thì đấy là nó còn phụ thuộc vào cái chất lượng đội ngũ công chức viên chức của mỗi cơ quan tổ chức đơn vị. Và tôi xin nhắc lại là không phải cơ quan tổ chức nào cũng cái tỷ lệ nó cũng như nhau, vì cái chất lượng đội ngũ chúng ta còn phụ thuộc vào cái việc đánh giá phân loại
Và để mà thực hiện tốt cái vấn đề này thì Bộ Nội vụ cũng đã trình Chính phủ ban hành nghị định 56 về đánh giá phân loại cán bộ công chức và viên chức. Ở trong đó cũng đã quy định rất nhiều các cái cụ thể, các cái tiêu chí để tạo cái cơ sở pháp lý cho người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai tiến hành đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình hàng năm, và đảm bảo cái nguyên tắc là cấp trên đánh giá cấp dưới và người đứng đầu đánh giá cấp phó và những người thuộc quyền quản lý của mình. Trong cái đánh giá phân loại thì cái việc đánh giá phân loại người đứng đầu là gắn liền với cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Và trong các cái nhiệm vụ đó thì có một cái nhiệm vụ đó là tinh giản biên chế. Thì đấy là về cái đối với ý kiến phát biểu của mỗi người thì và mỗi cá nhân, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nhìn và xem xét trên các cái quan điểm, các cái mục tiêu và các nguyên tắc như vậy. Thế còn đấy là cái câu hỏi thứ nhất về của Vietnamnet về ý kiến của đại biểu Quốc hội về nếu mà giao cho toàn quyền thì có thể giảm 40%. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là ý kiến thứ nhất là của cá nhân mỗi người. Thế còn khi đặt mỗi người vào trong cái vị trí được giao cái thẩm quyền và gắn với trách nhiệm trong tinh giản biên chế thì đòi hỏi cái người đứng đầu phải có bản lĩnh và có phương pháp và có một cái đánh giá khách quan, công bằng thì mới chúng ta có thể thực hiện cái tinh giản biên chế nó đúng cái mục tiêu đặt ra. Thì đấy là cái câu hỏi thứ nhất, thì tôi xin trả lời như vậy. Cái thứ hai là cái câu hỏi của Vietnamnet cũng hỏi về vấn đề là cần phải của đại biểu Quốc hội của anh Thuyền, anh Dương Nguyễn Bá Thuyền hỏi về vấn đề là cần phải có cái quy định cấm bổ nhiệm lãnh đạo quản lý trước khi nghỉ hưu để tránh cái việc bổ nhiệm tràn lan. Thì về cái câu hỏi này thì chúng tôi thứ nhất trước hết là ý kiến của đại biểu Quốc hội thì Bộ Nội vụ chúng tôi với cái chức năng được Chính phủ phân công quản lý nhà nước về cán bộ công chức viên chức thì chúng tôi cũng xin được lắng nghe cũng như và nghiên cứu cái ý kiến này. Tuy nhiên đối với cái việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý thì chúng ta cũng phải thống nhất với nhau là việc tuyển dụng bổ nhiệm lãnh đạo quản lý, tuyển dụng cán bộ công chức viên chức hay là bổ nhiệm thì đấy là một trong các cái nội dung của việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức của chúng ta và được tiến hành một cách thường xuyên, bình thường, căn cứ vào cái nhu cầu của các cơ quan đơn vị, chứ không phải là chúng ta, thì tôi nghĩ là như vậy. Thế còn cái thứ hai là cái việc mà bổ nhiệm lãnh đạo quản lý thì phải căn cứ vào cái nhu cầu của đơn vị, căn cứ vào các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bổ nhiệm liên quan đến vấn đề tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, yêu cầu và thẩm quyền. Thế và khi mà triển khai tiến hành thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu là phải căn cứ vào các quy định đó để tiến hành. Ở đây nó có một cái vấn đề nữa chúng ta cũng lưu ý là các vấn đề khi có thông báo nghỉ hưu thì đấy là cái thông báo để cho cái người đứng đầu khi mà nằm trong cái trường hợp đó thì người ta có những cái chuẩn bị cho cái việc mà sau khi hoàn thành cái nghĩa vụ lao động để được hưởng cái chế độ hưu trí. Tuy nhiên là với bất cứ cán bộ công chức viên chức nào thì trước khi nghỉ hưu, ngày mai nghỉ thì hôm nay vẫn phải thực hiện tốt cái chức năng, chức trách, nhiệm vụ của mình, chứ không thể là khi có thông báo nghỉ hưu rồi thì nó không có trách nhiệm gì với cơ quan, đơn vị, và tất cả các hoạt động do người đó chỉ đạo điều hành thì người đó phải chịu trách nhiệm, kể cả sau này khi đã nghỉ rồi. Thế mà các cơ quan có thẩm quyền mà thanh tra hoặc kiểm tra mà phát hiện trong quá trình công tác mà có vấn đề gì sai phạm mà đủ yếu tố cấu thành pháp luật thì vẫn phải xử lý theo các quy định của pháp luật, chứ không phải là mình nghỉ hưu rồi thì là trước khi nghỉ làm một số các cái việc nó sai thì không sao cả. Thế vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là đối với cái việc này thì ý kiến của đại biểu Quốc hội chúng tôi sẽ nghiên cứu. Tuy nhiên cái trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức trong quá trình thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của mình thì phải làm tròn cho đến khi mà bàn giao công việc để nghỉ hưởng chế độ hưu trí, chứ không phải là không có trách nhiệm, kể cả cái trách nhiệm trong vấn đề kiện toàn xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý, miễn là làm sao là
tất cả các hoạt động đó đều vì cái yêu cầu của đơn vị, của cơ quan, đều vì cái chung và đảm bảo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Thì đấy là cái cần chúng ta cần phải quan tâm. Và để thực hiện cái vấn đề này thì chúng ta cũng cần phải có cái sự thường xuyên là có cái sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thế rồi cái sự giám sát của các cơ quan tổ chức, kể cả quần chúng dư luận để xem xét. Thế nhưng là không có cái về cái vấn đề đó thì tôi xin câu hỏi như vậy, tôi xin trả lời như vậy. Xin hết. Xin cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Bây giờ thời gian còn không nhiều, xin mời một câu hỏi ở bạn ở vùng sâu đi, bạn cuối bàn. Tôi là Tiến Cường, phóng viên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, xin có hai câu hỏi dành cho Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vâng, thưa Thứ trưởng, hiện tại thì có rất là nhiều cử tri quan tâm về việc Bộ Giáo dục đồng ý cho trường Đại học Kinh doanh Công nghệ đào tạo ngành y đa khoa và dược học. Nhiều ý kiến đưa ra là không tin tưởng với quyết định này. Đồng thời trong buổi làm việc chiều nay giữa Truyền hình Quốc hội Việt Nam với đại diện Bộ Y tế, cụ thể là đồng chí Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, và cho rằng Bộ Y tế đã cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục đi thẩm định tại Bắc Ninh và cũng đưa ra ý kiến rằng là về cái thành viên giảng viên cơ hữu vẫn chưa đầy đủ, cũng như là một số những cái vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất cũng chưa xong. Và trong khi Bộ Y tế chưa thấy được cái việc tái thẩm định mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quyết định cấp phép mở mã ngành, vậy quan điểm của Thứ trưởng như thế nào về vấn đề này? Liệu việc cấp phép quá vội vàng hay không? Câu hỏi thứ hai đó là cũng liên quan đến vấn đề này, là quan điểm của Thứ trưởng như thế nào khi người dân không an tâm đến nếu ngành y được trao cho một đơn vị này, bởi nó liên quan đến sinh mạng của con người. Nếu đầu tư đầu vào không tốt mà chạy theo thương mại thì sẽ có hệ quả nghiêm trọng. Quan điểm của Bộ trưởng như thế nào về hai vấn đề được đưa ra? Vâng, xin cảm ơn ý kiến của phóng viên. Tôi xin trả lời thế này. Việc mà đi thẩm định cái điều kiện mở mã ngành này của trường Đại học Kinh doanh Công nghệ thì là do cái đoàn thẩm định của cả hai bộ, cả Bộ Y tế và Bộ Dục, và đã khẳng định rằng là cái điều kiện để mở mã ngành của trường này đủ điều kiện theo thông tư số 18, theo thông tư số 8 năm 2011 là đủ. Nhưng mà có cái chuyện là con số nó có một số trường hợp là mình bị, tôi cho là hiểu nhầm thôi. Hiện nay thì Bộ Dục Đào tạo cùng với Bộ Y tế đang có thảo luận để có thể là nâng cái yêu cầu đó lên cao hơn so với thông tư 18. Nhưng mà cái chỗ đấy thì chưa thống nhất. Thế cho nên là mình phải căn cứ vào cái thông tư mà mình đã quy định thì người ta đã đủ điều kiện. Cũng có cái ý nói là cái giảng viên á, thì người ta chưa cam kết, thì khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo ra quyết định này thì người ta đã có đúng cái cam kết về người ta dạy ở cái trường đó. Như vậy phải nói là người ta đủ điều kiện thì mình cho mở thôi. Nếu mà mình mà kéo dài nữa thì thành ra mình lại cửa quyền đấy, thành ra là chuyện xin cho này khác. Thì xin báo cáo công trình như vậy. Còn một số điều kiện nữa là trong cái khuyến cáo, đoàn thẩm định có khuyến cáo là khi mà mở rồi thì tiếp tục trong cái quá trình đào tạo á, thì phải tiếp tục bổ sung thêm những điều kiện để đảm bảo này. Năm thứ nhất là đảm bảo rồi, nhưng mà năm thứ ba, năm thứ tư đấy thì phải bổ sung thêm điều kiện. Thì cái này thì Bộ Giáo dục Đào tạo cùng với Bộ Y tế sẽ tiếp tục giám sát và kiểm tra quá trình thực hiện của trường đại học khi người ta mở cái mạng ngành này. Thế còn chất lượng đầu vào thì đấy, cái chất lượng đầu vào thì nó có nhiều thứ đó. Trong đó có cái thứ là cơ sở đào tạo có đủ điều kiện để đảm bảo chất lượng hay không thì vừa trả lời xong. Còn điều kiện đầu vào nó còn nhiều cái thứ khác nữa, thí dụ như điều kiện tuyển sinh thế nào, thì cái việc đấy phải trong quá trình tuyển sinh của nhà trường lại theo cái quy chế tuyển sinh. Hết ạ. Cảm ơn Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Minh Hiển. Kính thưa tất cả các đồng chí và các bạn, thời gian chúng ta cũng thực hiện theo quy trình, có nghĩa là các bạn gửi về cổng thông tin điện tử chính phủ, chúng tôi sẽ trả lời nhanh nhất để các bạn có thông tin để đăng tải cho kịp để ra cho dân. Một lần nữa xin thay mặt tất cả các đồng chí chủ trì hôm nay, xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí và các bạn. Xin mời các đồng chí và các bạn nghỉ ạ.